Cô gái này lấy hai chiếc lưỡi câu rồi móc vào hai bên mí mắt của người đàn ông và kéo ngược nó lên cao. Sau đó cô tiếp tục mổ bụng một con cá và bôi máu cá lên mặt hắn. Một lúc sau lũ quạ đói xuất hiện và chúng bắt đầu bu vào rỉa xác người đàn ông. Không lâu sau đó người này đã bị lũ quạ tấn công đến chết. Tại sao cô gái này lại ra tay tàn độc như vậy với người đàn ông kia? Muốn có câu trả lời, mời bạn đến với bộ phim mang tên Cô gái báo thù. Đây là một trong những bộ phim về đề tài kinh dị, rùng rợn hay nhất của đạo diễn Steven Amonro. Mọi chuyện bắt đầu khi Jennifer là một nữ văn sĩ, vì muốn tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết đang viết của mình mà cô đã quyết định rời thành phố về một ngôi nhà trong rừng để ở ẩn. Cô đã chọn được một căn nhà gỗ khá xa thành phố và khu đông dân cư. Người phụ trách việc cho thuê nhà còn nhắc nhở Jennifer là khu vực cô ở hầu như không có người. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nghe theo sự lựa chọn của mình mà không nghĩ rằng đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô. Khi lái xe đi đến trạm xăng gần đó, Jennifer đã gặp mấy gã bán xăng, thấy cô em thành phố ngon cơm, thơm thịt, con ngươi của mấy gã như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Trong số đó có một gã không ít lần buông lời trêu chọc cô, tuy nhiên muốn được yên thân nên Jennifer chỉ cười xã giao mà không phản ứng gì. Sau đó vì bị hắn dọa nên cô đã phản ứng bất ngờ khiến cả xô nước ở đó đổ lên người hắn. Cô muốn xin lỗi nhưng hắn tỏ ra hào phóng và cho cô đi mà không làm khó gì. Sau một hồi lái xe, cuối cùng Jennifer cũng đến được ngôi nhà mình thuê trước đó. Tuy có vẻ hẻo lánh nhưng nó đúng là một nơi lý tưởng như cô mong muốn. Sau khi sắp xếp một vài vật dụng, cô nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Một ly rượu, một máy tính, một không gian vô cùng yên tĩnh và lãng mạn là nơi lý tưởng để một người có tâm hồn bay bổng như cô thỏa sức sáng tác. Rất nhanh chóng màn đêm cũng buông xuống, đồng nghĩa với việc có một vài điều bất ổn bắt đầu xảy ra. Đầu tiên, khi cô đang gọi điện thoại buôn dưa lê với bạn của mình thì Jennifer nghe thấy tiếng động lạ trong nhà kho. Cô nhanh chóng đến kiểm tra. Nhưng bên trong nhà kho ngoài các đồ vật vô tri thì tuyệt nhiên không có gì khác. Cô gái đi vào trong nhà thì không may ly rượu đổ lên áo khoác ngoài buộc cô phải cởi nó ra để giặt. Mà không biết rằng có kẻ nào đó đang rình rập bên ngoài cửa kính và chằm chằm nhìn vào thân hình nóng bỏng với bikini hai mảnh của cô. Tuy nhiên, qua một đêm mọi chuyện dường như không có gì đáng lo ngại. Jennifer thức dậy và chạy một vòng quanh căn nhà cô ở. Cô bất ngờ phát hiện gần đó có một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu. Jennifer không để ý lắm, sau đó cô trở về để tắm rửa và vệ sinh cá nhân thì đột nhiên bồn nước trong nhà chảy ra một thứ chất lỏng màu đen rất kinh dị, tiếp đến là bồn cầu cũng gặp trục trặc. Jennifer rất tức giận, cô liền gọi cho người quản lý để phản ảnh và rất nhanh họ đã cho người đến sửa chữa. Trong lúc bất cẩn cô để rơi điện thoại vào trong bồn cầu, vì thế nó đã bị hỏng luôn. Không lâu sau vấn đề đã được khắc phục, Jennifer quá mừng rỡ mà không quên tặng cho anh chàng sửa chữa một nụ hôn, khiến anh ta sợ quá mà chạy mất hút không kịp lấy cả tiền. Lúc này ở một chiếc hồ gần đó có bốn gã đàn ông, trong đó có một người là Matthew, người sửa đường ống cho Jennifer hôm qua. Chúng đi câu cá với nhau nhưng câu là phụ, còn ngồi khoe chiến tích tán gái là chính. Mục tiêu mà hôm nay chúng đề cập đến chính là Jennifer, cô gái đến từ thành phố. Một tên trong số đó đã cho đám bạn xem được đoạn video mà hắn đã quay được cảnh cô gái mặc bikini trong nhà. Hình ảnh này khiến thú tính trong người bọn chúng bỗng nổi lên, thế là tên cầm đầu là Johnny bỗng đưa ra một ý kiến, chúng sẽ làm gì đó cô nàng. Vì theo bọn chúng chả mấy khi gặp được gái thành phố ngon nghẻ như vậy. Johnny còn cho rằng bọn con gái thành phố mà mò đến đây một mình như vậy chỉ là một lũ điếm muốn cua chai nên hắn sẽ không bỏ qua cho cô nàng. Có được cô ta chả khác gì chiến tích săn gái của chúng lại dài thêm một đoạn. Tối đó là đêm thứ hai khi Jennifer đến đây, ban ngày mọi chuyện cũng không có gì khác nhưng tối đến cô lại bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài, cô liền đi ra kiểm tra nhưng không có gì lạ. Nhưng khi cô vừa vào trong nhà thì nghe thấy tiếng độ mạnh khiến cô giật mình đánh rơi cả ly rượu. Trong tay khi cô đến gần kiểm tra thì hóa ra đó là một chú chim bay lạc đâm vào cửa kính chết tại chỗ. Lúc này Jennifer mới bình tĩnh lại nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Lần này cô nghe thấy tiếng động lạ ở nhà kho, một lần nữa cô gái đi ra kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khả nghi. Nhưng sau khi vừa bước vào nhà thì bất ngờ mấy gã đàn ông xuất hiện, chúng chính là những gã bán xăng mà cô gặp hôm trước. Chúng đã đột nhập vào nhà cô từ lúc nào không hay mà một tên đã đi từ trên lầu xuống, trong tay là đồ lót của cô gái. Lúc này Jennifer bắt đầu hoang mang vì nhìn bọn này rất tà dâm và hung ác, cô liên tục đuổi chúng ra khỏi nhà nhưng Johnny đã thủ sẵn chiếc gậy bóng chảy trong tay. Hắn nói rằng hôm nọ gã bạn thân của chúng là Matthew sửa ống nước cho cô mà cô chưa trả tiền. Nghe thế cô tưởng bọn chúng đến đòi tiền liên nhanh chóng móc ví ra định trả nhưng cô không biết rằng đó chỉ là cái cớ, cái chúng muốn nhiều hơn thế. Jennifer muốn gọi điện thoại nhưng nó đã bị hỏng nên hiện giờ cô không cách nào liên lạc với bên ngoài được. Johnny bắt đầu giở trò và hai gã còn lại thì một tên đứng quay phim, một tên đứng cổ vũ. Matthew là gã có chứng bệnh thần kinh nên chỉ đứng nép vào một góc không dám làm gì. Johnny nói rằng không có một kẻ nào đầu óc bình thường mà gặp cô em xinh đẹp như cô lại không làm gì. Hắn bắt đầu trò bệnh hoạn của mình bằng việc bắt cô uống rượu nhưng Jenner từ chối. Johnny thấy thế tưởng cô gái khinh bọn nhà quê như hắn liền nổi điên, thấy vậy cô gái liền ngoan ngoãn làm theo. Cô tưởng làm vậy chúng sẽ tha cho mình nhưng cô đã quá ngây thơ vì hắn còn biến thái hơn là bắt cô banh hàm răng ra. Sau đó hắn lôi trong túi quần ra một khẩu súng khiến Jennifer sợ hãi tột độ, hắn nhét khẩu súng vào miệng cô và bắt cô mút nó như mút một que kem chảy nước. Chưa dừng lại đó, hắn còn bắt cô uống rượu và tiếp tục làm trò đó với chai rượu. Jennifer biết rằng bọn chúng sẽ không chỉ dừng lại với mấy trò này nên lợi dụng lúc hắn không chú ý, cô đã giật lấy chai rượu đập mạnh vào đầu gối của gã rồi nhanh chóng tông cửa chạy thoát ra bên ngoài. Vì quá hoảng sợ cô bỏ cả dép mà chạy, nhưng khi đang chạy trong hoảng loạn cô đã tông vào một gã đàn ông.
Lúc bình tĩnh lại, cô mới biết ông ta là cảnh sát trưởng của vùng này đang cùng người của mình đi tuần. Như người chết đối với được cọc, Jennifer liền nhanh chóng kể hết sự tình mà mình vừa gặp cho ông ta, hy vọng ông ấy có thể giúp được cô. Sau khi nghe cô gái tường thuật lại thì ông ta liền đưa cô quay lại căn nhà để giúp người đẹp tìm bọn xấu tính sổ. Jennifer ngoan ngoãn tin lời ông ta mà không biết rằng bi kịch đời mình từ đây mới bắt đầu. Sau khi quay trở lại căn nhà gỗ thì không còn ai trong đó nữa, bọn chúng dường như đã bỏ đi hết. Gã cảnh sát trưởng bắt đầu kiểm tra một vòng quanh căn nhà thì phát hiện nhiều chai rượu và những mảnh thủy tinh trong nhà. Ông ta còn phát hiện một tàn thuốc lá có chứa cocaine bên trong. Jennifer nói rằng nó không phải của mình nhưng vết son trên đó đã tố cáo cô. Tuy nhiên cô cho rằng mình hút một chút ở nơi xa lạ như thế này không ảnh hưởng gì cả. Mặc cho cô thanh minh như vậy nhưng hắn ta không tin, còn gọi người đến để bắt cô. Lúc này Jennifer mới hoang mang thì lại bị hắn bắt úp mặt vào tường để kiểm tra. Hắn không ngừng xoa bóp khắp người cô gái để kiểm tra xem cô có cất giấu cần sa trong người không. Biết hắn đang giở trò đồi bại với mình nhưng Jennifer không thể phản kháng. Tay cảnh sát trưởng cho rằng những gì cô kể là nói dối. Hắn nói rằng hắn biết những kẻ đó từ khi còn nhỏ và bọn chúng đều là những thanh niên con ngoan trò giỏi, chúng sẽ không bao giờ làm vậy. Đúng lúc đó những tên biến thái lại xuất hiện và chúng ăn mừng với nhau như chúng số độc đắc. Lúc này cô gái mới nhận ra mình đã bị rơi vào hang sói thực sự, tên cảnh sát trưởng và bọn này hóa ra đều cùng một ruột với nhau. Chúng đã biến cô thành con mồi cho chúng săn đuổi thì cô chỉ có chạy đằng trời cũng không thoát được. Biết vậy nhưng mọi sự bây giờ đã quá muộn để quay đầu lại, có thêm sự xuất hiện của gã cảnh sát thì bọn chúng khác nào lấy tay che trời những hành vi biến thái, bệnh hoạn của chúng được dịp bùng nổ. Đầu tiên chúng nói rằng sẽ nhường cơ hội thưởng thức cô gái cho Matthew, chúng tuột quần Jennifer và bắt gã Matthew cởi đồ để quan hệ với nhau ngay trước mặt chúng. Matthew nhất quyết không chịu làm thì chúng đe dọa rằng chúng sẽ làm hại cô gái nên Matthew buộc phải làm theo. Mặc cho Jennifer tìm mọi cách vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng không thể làm gì được hắn, bởi một cô gái chân yếu tay mềm như cô thì xét ở khía cạnh nào cũng không phải là đối thủ của chúng. Đúng lúc đó con gái tay cảnh sát trưởng gọi điện đến, việc này như hồi chuông cảnh tỉnh hành vi phạm pháp của kẻ đại diện pháp luật. Thế nhưng hắn vẫn không có chút hối cải mà nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và tiếp tục việc làm độc ác của mình. Hành vi man dợ của bầy sói hoang khiến cho nạn nhân không có con đường thoát. Matthew là gã BD nên việc bị ép buộc như vậy khiến hắn ta không ngừng nôn mửa ra nhà, nhưng đó lại là trò tiêu khiển thỏa mãn thú bệnh hoạn của chúng. Xong xuôi bọn chúng bỏ ra ngoài, Jennifer mặc dù đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng cô biết mình không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cô lê thân xác tàn tạ của mình vào trong rừng, tưởng rằng sẽ thoát thân nhưng không, bầy sói hoang không dễ gì để cho con mồi của mình thoát đi như vậy được. Chúng chỉ chuyển địa bàn săn bắn của mình từ trong nhà ra ngoài khu rừng mà thôi. Chúng nhanh chóng bắt lại Jennifer và tiếp tục màn tra tấn hơn cả thời trung cổ của mình. Đầu tiên chúng dìm cô xuống hồ nước bẩn, khi thấy cô không thể kháng cự được thì tay cảnh sát mới bắt đầu ra tay hành động. Hắn ném bao súng của mình sang một bên để Johnny khống chế cô gái, còn hắn thì thực hiện hành vi thú tính của mình. Jennifer cứ thế bị hết tên này đến tên khác hấp diêm cho đến khi cơ thể cô không còn mảnh vải che thân, tinh thần kịch quệ, vừa làm chúng vừa quay phim lại để sau này xem giải trí. Cuối cùng sau khi xong việc, chúng còn không ngừng mang thành tích của mình ra khoe với nhau và cười một cách bệnh hoạn. Tưởng Jennifer sắp chết nhưng không, bằng một ý chí kiên cường cô gái vẫn đứng dậy và bước đi như cái xác không hồn về phía trước. Lũ ác nhân thấy vậy lại muốn xem kịch hay. Chúng không ngăn cản mà để cô tự do đi vào trong rừng. Khi đến bên một chiếc cầu thì tay cảnh sát trưởng đã lên súng định cho cô gái biến mất khỏi cuộc đời hoàn toàn. Nhưng hắn chưa kịp bóp cò thì Jennifer đã tự thả trôi mình xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Lúc này bọn chúng mới cuống cuồng chạy lại nhưng đã muộn. Chúng chia nhau tìm kiếm khắp hai bên dòng sông nhưng bọn chúng quần thảo mãi cũng không thấy được tung tích gì của cô gái. Cả bọn thất thểu bỏ lên. Tay cảnh sát trưởng biết rõ nếu không tìm được cô gái chúng sẽ gặp phiền phức nên ra lệnh cho đám đàn em phải thường xuyên kiểm tra hai bên bờ sông, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn còn mang cuộn băng của tên béo đã ghi lại hành vi thú tính của chúng phá hỏng để phi tang bằng chứng. Hắn dặn bọn chúng quay lại căn nhà gỗ lấy hết đồ của Jennifer mang đốt đi, còn chiếc xe của cô thì mang đi tháo dỡ và thay áo mới cho nó, bọn đàn em chỉ biết nhất nhất làm theo. Sau tất cả bọn chúng ra về, gã cảnh sát trưởng cũng trở về nhà của mình với bà vợ đang mang thai và cô con gái nhỏ. Cả hai người họ không biết người chồng, người cha đáng kính trọng của họ vừa nhập vai dã thú nay trở về nhà lại lập tức biến hình thành anh hùng. Ngày hôm sau, tay cảnh sát trưởng đi đến nhà của người phụ trách cho thuê căn nhà gỗ mà Jennifer ở để trả lại chìa khóa cho ông ấy. Hắn còn nói xấu cô với ông ấy rằng cô là kẻ nghiện rượu và chơi cần sa, là loại gái điếm ở thành phố giặt về đây nên không đáng quan tâm. Ông lão vì thế cũng không để ý. Những ngày sau đó cuộc sống của chúng đã trở lại bình thường. Chúng coi mọi chuyện như không có gì, vẫn làm việc và cua gái như thường. Có điều chúng vẫn tiếp tục đi tìm Jennifer nhưng không tìm thêm được manh mối gì của cô. Chỉ có Matthew là sau chuyện này bị ám ảnh nặng nề, hình ảnh lúc bọn chúng tra tấn cô gái lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của hắn ta. Vào một đêm nọ, tay cảnh sát trưởng nhận được cuộc gọi của người phụ trách căn nhà gỗ. Ông ta nói rằng bạn của Jennifer đã gọi đến để hỏi thăm về cô. Vì cả tháng nay không ai có tin tức gì về cô gái, ông ta biết hắn là người cuối cùng gặp Jennifer. Nhưng hắn ta chỉ biết lấp liếm mọi chuyện cho qua và hứa sáng mai sẽ liên lạc với cô gái xem thế nào. Chuyện này bắt đầu khiến hắn hoang mang vì lo sợ ông ta sẽ nghi ngờ mình. Vậy là trong đầu gã nảy ra một ý nghĩ độc ác. Ngày hôm sau tại nhà của bọn thú tính, gã béo hớt hải chạy đến báo cho chúng một tin dữ, đó là có kẻ nào đã đánh cắp chiếc máy quay phim của hắn rồi.
Bọn kia nghe thế tưởng không có gì nghiêm trọng, nhưng khi tên béo nói bên trong có cuộn băng ghi hình tội ác của bọn chúng thì cả lũ lúc đó mới á khẩu. Rõ ràng trước đó cuộn băng đã được tên cảnh sát trưởng phá hủy rồi, sao bây giờ lại còn thì gã béo nói trước đó hắn đã thay sang cuộn băng khác nên cuộn băng bị hủy kia chỉ là băng trắng. Dù không nói ra nhưng khuôn mặt chúng bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi. Tối đó tại nhà gã Johnny, khi hắn đang uống rượu vã và xem phim thì bên ngoài có những tiếng động lạ. Khi hắn mở cửa ra thì chỉ thấy một con chim chết ngoài cửa. Hắn chưa cảm thấy gì nhưng khi hắn vừa quay lại thì một tiếng động khác lại xuất hiện, quay ra cũng chỉ có xác một con chim. Việc này khiến gã trở lên bực tức quay vào nhưng tiếng động kia lại xuất hiện, lần này không nhịn được nữa hắn mang súng chạy ra cửa thì thấy một chiếc dép của Jennifer. Tinh thần Johnny lúc này có chút hoảng sợ, hắn bắn loạn xạ vào trong không khí mà chẳng trúng ai. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy những sợi dây thun, đó là thứ đồ mà đi đâu Matthew cũng mang theo, việc này khiến Johnny cho rằng đó là do Matthew gây ra. Ngày hôm sau tại nhà tên cảnh sát trưởng, sau khi trở về hắn thấy vợ khoe rằng có một cuốn băng được gửi đến cho con gái hắn ta nhưng vì nó không vừa nên hai mẹ con chưa mở được. Khi hắn nhìn thấy thì sắc mặt bỗng tái như đít, nhái đó chính là cuốn băng ghi lại tội ác của mình. Gã chỉ biết cảm tạ Chúa vì vợ và con gái hắn chưa nhìn thấy những gì trong đó, hắn lập tức lái xe đến tìm tên béo. Lúc này bọn chúng cũng đang hoang mang nhưng khi đến nơi dạy cho gã béo một bài học thì Johnny nói rằng việc này chính là do Matthew gây ra vì chúng tìm thấy sợi dây thun của gã rơi quanh đây. Tay cảnh sát trưởng không giữ được bình tĩnh nữa nên lệnh cho bọn chúng mau chóng tìm Matthew về càng sớm càng tốt. Về phần hắn thì đã rủ được ông lão phụ trách căn nhà gỗ đi săn chim sẻ với mình, nhưng khi chỉ có cả hai hắn đã không ngần ngại bắn chết ông cụ để bịt đầu mối cho mình. Lúc này Matthew đã bị Jennifer dụ đến căn nhà gỗ, hắn tưởng mình không cố tình gây ra chuyện ác đó thì sẽ được tha nên sau khi thấy cô gái nói rằng rất thông cảm cho hắn. Thế là hắn ngoan ngoãn đến nằm lên đùi người đẹp như một chú cún mà không biết lúc này Diêm Vương đã ký giấy tử cho mình rồi. Jennifer đã dùng một sợi dây thừng đã chuẩn bị trước nhẹ nhàng tròng qua cổ hắn rồi siết mạnh cho đến lúc Matthew tắc thở rồi cô mới lôi xác hắn đi. Có thể trong số chúng hắn là người duy nhất cảm thấy tội lỗi về việc làm của mình. Nhưng hắn đã không tố cáo bọn chúng nên xứng đáng được chết, tuy nhiên hắn đã được cô gái ban cho cái chết nhẹ nhàng ít đau đớn nhất. Lại nói về đồng bọn của chúng giờ này vẫn đang nhớ nhác chạy vòng quanh trong khu rừng đi tìm Matthew. Rất nhanh sau đó bọn chúng bị tiếng kèn thu hút đến căn nhà hoang, trong khi gã Candy vào bên trong tìm kiếm thì gã béo bên ngoài đã đụng mặt Jennifer. Khi hắn định tiến đến tấn công cô gái thì không may chân của hắn đã bước nhầm vào chiếc bẫy, hắn chỉ biết giống lên như con lợn bị chọc tiết. Candy trong nhà nghe tiếng liền chạy ra nhưng chưa kịp mở bẫy cho gã béo thì hắn cũng ăn một gậy bóng chày của cô gái ngất trên cành quất. Đến khi tỉnh lại thì gã Candy đã thấy mình bị trói chặt trên bồn tắm, nước trong bồn đang được bơm vào liên tục, hắn la hét kêu cứu nhưng lúc này thì Chúa cứu thế cũng không giúp được gì cho hắn. Bên ngoài gã béo vẫn chưa thoát được khỏi chiếc bẫy, hắn còn bị trói chặt vào gốc cây. Jennifer biết hắn hao đói nên đã tốt bụng chuẩn bị cho hắn bữa tráng miệng bằng cước khô đầy đủ dinh dưỡng. Cô còn tận tình chăm sóc bón từng miếng cho hắn thưởng thức, món ăn quá ngon khiến hắn sủi cả bọt mép. Sau màn bón thức ăn, cô gái lại giúp hắn giải trí bằng trò mới. Cô dùng móc câu treo hai mí mắt của gã béo lên và buộc cố định sau thân cây. Chỉ cần hắn nháy mắt là sẽ đau đớn vô cùng. Sau đó cô vào kiểm tra gã trong nhà, lúc này mực nước sắp nhấn chìm hắn, Jennifer dùng gậy đánh bóng chạy liên tục. Đập xung quanh như chút mọi uất hận vào kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình khiến gã sợ hết hồn luôn mồm xin lỗi, nhưng nào có tác dụng gì. Trước đây cô cùng từng van xin hắn như vậy nhưng đáp lại chỉ là lời kêu cứu vô vọng thì hôm nay hắn cũng phải bị trừng phạt như vậy. Sau đó cô lại chạy ra ngoài với gã béo. Cô lấy một con cá mổ bụng nó và lấy nội tạng bôi lên người lên mặt gã béo, chả mấy chốc lũ quạ đói ngửi thấy mùi xác chết chúng liền bay đến tấn công hắn ta. Gã béo đã trở thành miếng mồi ngon của lũ quạ nên không lâu sau đó hắn đã bị rỉa đến chết. Trong nhà gã Candy lúc này suýt bị nước dìm chết nhưng Jennifer nào để cho hắn chết sớm như vậy. Cô lấy một hộp axit đổ vào bồn nước rồi rút đi một thanh đỡ, thế là hắn không còn gì bấu víu nên chỉ chịu đựng được một lúc là hắn đổ gục xuống bồn nước axit. Cơn đau lại kéo hắn lên nhưng cuối cùng cơ thể nặng nề không giữ hắn lại được và cái kết khuôn mặt kẻ ác nhân đã được trở về nguyên hình dạng của mình. Hắn đã được gia nhập đội quân của quỷ Satan. Về phần Johnny, khi này hắn vẫn đang bán xăng thì bỗng xuất hiện một cô gái ăn mặc mát mẻ đến đổ xăng. Thú tính trong người hắn lại nổi lên nhưng khi hắn chưa kịp làm gì thì hắn liền nhận ra cô gái đó không ai khác chính là Jennifer. Tuy nhiên đúng lúc đó cô đã cho hắn một gậy bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, Johnny đã thấy mình trần truồng và bị treo trên trần nhà, miệng cũng bị còng lại, hai chân thì bị trói chặt không thể nhúc nhích. Đến chết mà hắn vẫn không ngừng chửi thề nhưng rất nhanh thôi người đẹp sẽ giúp hắn nhổ răng ra khỏi cái mồm thối của hắn. Jennifer rút ra chiếc kìm nhỏ rồi lần lượt nhổ hết hàm răng của kẻ đầu têu, mọi chuyện khiến hắn sợ son đái ra quần. Chưa dừng ở đó, cô rút trong người ra khẩu súng ngắn và ép hắn mút nó như trước đây hắn từng ép cô. Cuối cùng bằng chiếc kéo sắc nhọn, cô gái đã cắt phăng cổ quý của kẻ hấp diêm rồi để cho hắn mất máu mà chết dần trong đau đớn. Lại nói về gã cảnh sát trưởng, trong lúc hắn đang đi tuần thì nhận được điện thoại của vợ báo rằng có cô giáo của con gái đã đến nhà chơi, hắn không ngờ người đó không ai khác chính là Jennifer. Khi nghe đến cái tên quen thuộc đó, gã biết rằng cô đã quay lại trả thù nên vội vàng hốt hoảng quay xe chạy về nhà. Nhưng khi về đến nơi thì vợ gã lại thông báo rằng con gái đã được cô giáo đưa đi công viên chơi. Tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, hắn cuồng cuống chạy ra công viên nhưng không tìm thấy con gái bé bỏng của mình đâu. Đến khi quay lại xe ô tô thì đã bị Jennifer đánh cho bất tỉnh, khi tỉnh dậy hắn đã thấy mình bị trói vào một chiếc bàn trong tư thế chổng mông lên trời.
Trước những lời cầu xin của hắn, Jennifer không thèm để ý, cô lấy khẩu súng săn của hắn cứ thế chọc vào mông gã. Hình phạt cuối cùng cô dành cho gã đó là lấy sợi dây buộc vào cò súng và buộc vào người Matthew. Hóa ra anh ta chưa chết mà chỉ bị đánh ngất, chỉ cần Matthew tỉnh lại và đứng dậy là sợi dây sẽ bị kéo căng và súng sẽ bóp cò. Tên cảnh sát trưởng chết đến đít rồi mà vẫn gào mồm chửi bới, mà không biết rằng cái sự to mồm của hắn đã đánh thức Matthew dậy. Khi anh ta đứng dậy trong cơn mê man cũng là lúc khẩu súng được kích hoạt, một viên đạn bay trúng giao diện gã cảnh sát trưởng, thế là hắn lập tức bay màu. Jennifer ở ngoài nghe tiếng súng biết rằng kẻ ác đã bị trừng trị, trên khóe môi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Qua phim này tôi muốn nhắc nhở các bạn một điều, đó là con gái thì dù ở đâu cũng không nên đi đến chỗ vắng người một mình, bởi rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ trở thành nạn nhân của lũ yêu dâu xanh.